Năm 2023, tình hình kinh tế được dự báo sẽ có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến đời sống người dân và doanh nghiệp, nhất là công nhân và những người yếu thế. Chính vì vậy, ngay từ sớm, thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động các giải pháp chăm lo, hỗ trợ với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền. Nhiều chương trình mô hình hỗ trợ chăm lo Tết cho người dân, người lao động ngoài tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, mặt trận phối hợp cùng với doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện. Siêu thị mini Tết không đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã nhận được sự chung tay góp sức của các tổ chức doanh nghiệp, qua đó mang đến cho người nghèo, người khó khăn nhu yếu phẩm cần thiết để có được một cái Tết cũng đầy đủ, vui tươi như bao người dân khác. Mình gia đình cũng đông con, hoàn cảnh cũng khó khăn. Nhờ cho những cái phần này thì cũng sống cũng được những cái mùa xuân nó vui vẻ lên một tí xíu. Siêu thị mini Tết không đồng mở đầu cho chuỗi hoạt động của thành phố Hồ Chí Minh nhằm chăm lo Tết cho người nghèo với chủ đề Xuân đoàn kết, Tết nghĩa tình trên tinh thần sẻ chia, đồng hành vì người nghèo, mang đến cho các hoàn cảnh khó khăn một cái Tết ấm áp, trọn vẹn hơn. Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, kinh phí chăm lo Tết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh là 46,5 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid. Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng với các tổ chức thành viên đã có rất nhiều các cái chương trình, các cái kế hoạch diễn ra, và siêu thị mini Tết không đồng là một trong những cái chương trình đó. Với cái cách tiếp cận là làm sao cho người dân gần nhất ở nơi ở, những mặt hàng phong phú nhưng phù hợp với nhu cầu của gia đình sẽ góp phần cho việc đón Tết của mỗi hộ gia đình thêm nhiều niềm vui và ấm áp. Với mong muốn san sẻ yêu thương, mang niềm vui, hơi ấm của mùa xuân đến với các em thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chương trình Tết cho em của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã trao những suất quà trị giá từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi suất cho 284 con em của đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tới đây em thấy cảm thấy rất là vui và hạnh phúc tham gia những hoạt động như là ăn kẹo bông gòn, lấy tờ he, nặng bong bóng, sinh hoạt cho cái Tết để có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy cấp thành phố năm 2023 với chủ đề Tết Sum Vầy Xuân Tri Ân tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để chăm lo và mang đến những suất quà thiết thực dành cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết với tổng kinh phí thực hiện trên 160 tỷ đồng. Đối tượng chăm lo Tết năm nay thì tập trung ưu tiên cho những đoàn viên công đoàn và người lao động giảm thu nhập hoặc là mất việc làm. Năm nay thì Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức nhiều chương trình chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần từ các cấp công đoàn thành phố, như là chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Tri Ân, họp mặt và tặng quà cho khoảng 10.000 hộ gia đình, đoàn viên công đoàn và người lao động, với mong muốn là tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết. Đơn hàng ít lại rồi tăng ca cũng ít, cho về sớm không, cũng không có tiền, nên khó khăn thì chị cũng mừng là được quà, thấy ấm lòng và ăn Tết được như bao nhiêu người khác. Không dừng ở đó, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh còn phối hợp tổ chức chương trình chuyến xe mùa xuân, tấm vé nghĩa tình để đưa 1.500 công nhân về quê đón Tết, kèm theo 1.500 phần quà Tết có giá trị. 34 chuyến xe dần lăn bánh chở đoàn viên, người lao động và gia đình về quê đón Tết ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc. Tất cả cho thấy sự nỗ lực kiên trì của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong quá trình đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho công nhân, người lao động. Trên chuyến xe lăn bánh từ thành phố Hồ Chí Minh để trở về với quê nhà của mình, em trong một tâm thế rất vui, rất hạnh phúc và háo hức gặp gia đình của mình và các con của mình ở Quy Nhơn, Bình Định để sum vầy cùng gia đình hưởng một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút người dân ở các tỉnh đến sinh sống và làm việc. Người dân ở các tỉnh đã về đây và đóng góp công sức cho thành phố, góp phần làm cho thành phố giàu đẹp. Vì vậy, thành phố luôn không ngừng quan tâm chăm lo để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn, đặc biệt vào mỗi dịp Tết đến xuân về.